Ôi trời, bà Mo đâu rồi trời? Mon ơi, dậy đi. Dậy đi ông cháu ơi. 4 giờ chiều rồi mà còn ngủ nữa. Phải cà biu. Chị ra clip mới chưa? Hôm nay em có thử thách mới cho chị nè. Em thích cái chen nà loi lắm. Em thử thách chị mặc đồ dân tộc quay cái chen đó đó. Đúng rồi. Ủa mày chị ơi, bắt đi quay cho chen nà loi. Chị mà quay được trên đó, em kêu cái dòng họ vô like, subscribe kênh của chị đó. Trời ơi, ghê chưa? Ok, đi. Xách ba lô và đi. Trời ơi, nó tàn ác ghê luôn á. Trời mưa cỡ đó mọi người nhìn đi. Mà nó bắt tôi đi quay trên à lôi. Một hồi mới cướp xong rồi mà trời cũng không hết mưa là chắc tôi cắn nó luôn á. Sợ thế, sợ thế. Mọi người nhìn như thế này biết gì không? Cái hồi về nhà ăn lẩu bò quá. Quá đầu mướt mát. Thông tin tôi đi như thế này thì anh em xem clip chỉ việc bấm cho tôi xin một cái nút like và một cái nút đăng ký thôi. Anh em mà làm không được chắc tôi cắn cái nách của anh em luôn á. Không biết là anh em xem video có thấy mưa không, chứ ở ngoài mưa to lắm luôn á. Tôi mặc bộ đồ tôi chạy tung tăng vậy thôi chứ mưa kinh khủng luôn. Cái khúc này là cái chị makeup nói là cái cục đá đó do nhiều người ngồi quá cho nên là nó bằng liếp. Nó ngồi giống mòn vậy đó mà nó mòn đến nỗi mà cái cục đá bằng gan là điều sắt như vậy luôn. Mọi người thấy kinh khủng không? Ảo thật đấy. Bởi vì người ta có câu là đít ngồi đá mòn mà. Ủa trời ơi. Cái hồ ở dưới kia bình thường nắng lên là nó đẹp lắm luôn á. Nhưng mà tự nhiên cái trời mưa nhìn nó đúng âm u luôn á. Lúc đi xuống này hơi bị sợ luôn. Ví dụ mà mình đi một mình ở đây chắc mình sợ quéo rồi queo luôn á. May là đi chụp hình có đông người á. Ê mà mọi người xem đến cuối nha, tôi có nhiều cái hay ho lắm kể cho mọi người nghe. Ly kỳ hấp dẫn lắm. Ok. Chắc ơi tào lao ghê, mặc đồ mông cổ mà nhảy nhạc Khmer ảo thật đấy. Trời, trời hương quá, cảm ơn ông trời. Thế với mọi người luôn là khi về nhà nhìn lại mới thấy là cái phong cảnh với lại cái bộ đồ nhìn nó đẹp dã man luôn á. 10 điểm. Kiểu nó tôn lên đẹp kinh khủng luôn. Với lại ngày xưa Mon là một đứa rất là sợ máy ảnh và rất là sợ chụp hình á. Kiểu mặt của mình nó không có được hẳn á. Nếu mà nhìn với lại đời ý thì sẽ biết là mặt của Mon rất là nhiều khuyết điểm. Với lại là mặt của Mon bị lệch không có hẳn được. Sao? Nhưng mà mình đã vượt qua nỗi sợ để mình chụp ảnh và đi quay phim. Nói chung là mình đã làm được nhiều thứ hơn. Vì Mon muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp này để sau này khi mà Mon lớn tuổi thì Mon có thể nhìn lại bản thân của mình lúc 20, 23 tuổi. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc đẹp nhất trên cuộc đời luôn. Vì chúng ta còn nhỏ mà, cho nên là chúng ta hãy cố gắng phát triển và trải nghiệm những điều mà mình muốn và mình thích nha. Về công việc hay là sắc đẹp hay là cái gì đi chăng nữa. Vì cái độ tuổi này mọi người sẽ có thể làm tất cả mọi thứ. Bé Mon tin là chỉ cần mọi người nghĩ thì chắc chắn mọi người sẽ làm được. Giống như mình vậy nè. Không sợ mọi người thất bại, chỉ sợ mọi người chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Đó là cái điều quan trọng nhất đó. Ok mọi người, đây là cái bộ đồ đầu tiên mà mình mặc. Mình thấy rất là xinh luôn. Và mọi người có muốn chụp hình hay là thuê thì Facebook của chị này đây nha. Và cái chị chụp ảnh của mình ở đây nha. Và mọi người muốn coi mình hóa trang và biến thành Aloy thì hãy lên TikTok của Mon nha. Mọi người xem thấy hay cho Mon xin một like, một subscribe và bấm cái chuông để nghe thông báo nha. Cảm ơn mọi người. Quê. Ok bây giờ mình sẽ chụp tiếp thôi. Cái bộ dây chuyền này là chục tỷ. Chút chéo nhầm. Một phép ít thôi. Hồi nãy á, cái lúc mình đi mưa đúng to luôn đó, mình có quay video cho mọi người coi. Và bây giờ mọi người thấy nắng lên không?
đúng lòng trời thương mình cực luôn á. Mọi người nhìn phong cảnh này á, không nghĩ là ở Đồng Nai đâu đúng không? Mình đi 20 mấy cây để lên đây chụp hình á. Ví dụ mà hồi nãy mát cốt xong mà trời không hết mưa thì chắc là mình khóc hét luôn. Đi về nhà tôi sẽ cố gắng cho mọi người xem cái bộ ảnh này sớm nhất. Nói vậy thôi chứ tôi còn nôn hơn mọi người nữa. À mọi người xem đến đây thì mình có một điều muốn nói là shop của mình đang được cái thai đó, và mọi người nhớ vào shop của mình để nhận quà nha. Mọi người nhớ xem đến cuối đó. Ok luôn. Ok mọi người, thì cuối cùng cũng là chụp xong rồi. Bây giờ bọn mình chỉ đi về thôi. Trời ơi, bây giờ phải trả bộ đồ lại, bộ đồ đẹp quá. Chắc chết là đẹp luôn. Đây chị. Cởi đầu hào. Đi, tao đi cởi đầu. Nhanh. Ok anh em, thì bây giờ mình đã ở nhà rồi. Bây giờ mọi người cùng Mon xem thử nha. Xem là có xinh không. Mọi người nhớ là hãy xin thì cho mình xin một like nha. Xinh không mọi người? Thế là ảnh này nha, là nó xuất sắc đây. Ảnh này là tôi tự chỉnh nha. Ảnh này là tôi tự chỉnh. Tại vì cái chị mà bên chụp ảnh á, thì chị dạo này khá là bực, cho nên là chị ấy đưa hình rót cho mình. Thế là mình nôn quá mà tự chỉnh hết luôn. Hơi tay người, hơi tơ mơ một tí. Được của nó. Lúc đầu tôi bảo là tôi có một chuyện quan trọng muốn kể cho mọi người nghe đúng không? Đúng. Mà bây giờ về nhà tôi mới kể được nè. Là cái lúc đi chụp hình này nè, là có 5 người, là bé trợ lý, bà tôi, với lại chị chụp ảnh, với lại một cái chị makeup. Thế là chạy hai xe bị mấy cái ông ăn trộm mọi người ơi, bẻ cổ xe thở vãi luôn. May mà có một cái chú tốt bụng ở đấy phát hiện kịp thời, không thì về còn đúng một cái bánh luôn á. Còn đúng cái nịt. Nhưng mà cũng may là cái chú đó chạy xuống, xong chú đó bảo là hồi nãy có đứa nó đang bẻ cổ xe thì chú đó ra kịp thời. Chú đó mà không ra kịp thì có khi là bây giờ hai chị đó khóc hết luôn á, tại vì chú không có mang xe đó của hai chị đó. Nếu mà mọi người muốn cho Đức xem cái bộ ảnh này thì mình sẽ qua lôi đầu nó qua đây. Ok. Đây, vẽ cái mắt này nè, mọi người đừng nói là cái mắt nó hơi sắc nha. Là cái mắt này là do, cái này là bộ đồ của người Miu á. Mọi người biết là người Miu không? Miu Cương á. Thì nó sẽ hơi xếp lên và mắt mèo đó, cho nên là mình vẽ như vậy. Đi vào đây, nhanh lên. Anh thấy sao? Quầy đẹp thế. Đây, nhìn đi. Quầy đẹp thế. Đẹp quá. Má đội gì? Đẹp mà đúng không? Đẹp không? Đẹp, đẹp. Đẹp không? Đẹp. Anh chấm bao nhiêu điểm cho bức ảnh này? 100 điểm. Nếu mà đẹp à, anh kêu mọi người bấm like cho em đi. Ấn like đúng không? Đẹp, quá đẹp nha. Đúng rồi, ấn subscribe cho Mon nữa nha. Bức ảnh quá đẹp luôn. Tấm ảnh đẹp sao anh cười? Thảo hoài. Đẹp. Thật không? Thật. Đây này. Đây, góc này đẹp á. Đây. Đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp. Đẹp Trung Hoa nha. Đẹp không? Đẹp, 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 đẹp. Anh phải nói gì? Cái này thì anh không biết phải nói nào, nhưng rất giống mấy cô gái hôm mông. Kỳ quá à. Mà, người ta đi quay trời mưa rất là cực luôn á. Nhưng mà biết nói gì? Đẹp mà. Anh chỉ có nhìn thấy là em đang mặc bộ quần áo thổ cẩm của người dân tộc thôi. Còn biết nói gì hơn nữa? Đẹp thì cũng khen rồi. Con gái khó hiểu nha. Mở cửa đi ra ngoài đi. Cút ra ngoài. Đi. Đẹp mà mọi người đúng không? Ok thì clip của mình cũng đến đây là kết thúc. Mọi người xem clip nếu mà thấy hay cho mình xin một like, một subscribe, và mọi người muốn mình làm clip gì hãy comment ở dưới nha. Ok, bye bye.